Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Mới đây, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị COVID-19 khiến nhiều nghệ sĩ khán giả xót xa. Trong hành trình làm nghề, nữ ca sĩ khiến công chúng nhớ mãi bởi hình ảnh một giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và hết mình vì nghệ thuật. Phi Nhung tỏa sáng trên sân khấu không chỉ nhờ giọng hát mà còn bởi tấm lòng thiện nguyện. Cô không ngần ngại góp ý cho đàn em đứng ra nhận nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, trong đó có Thiên Ngân. Thiên Ngân sinh năm 2003 trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Nai. Gia cảnh khó khăn nên Thiên Ngân cũng phải sớm ra đời, phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Khi dự thi solo cùng Bolero 2015, Thiên Ngân khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là đệ tử, truyền nghề. Em được Phi Nhung đổi sang nghệ danh Phạm Thiên Ngân để đi hát. Khi hay tin mẹ nuôi qua đời, giọng ca quê Đồng Tháp đăng tải hình ảnh cũ trên trang cá nhân, kèm dòng chia sẻ: "Con phải làm sao đây mẹ ơi, con khóc thật rồi mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ ơi." Thiên Ngân tâm sự với Thanh Niên: "Mẹ Nhung thương em lắm, từ hồi mẹ bệnh tới giờ em không được gặp mẹ. Em rất muốn khoe kết quả học tập với mẹ, nhưng sao chưa kịp thì mẹ đã mất. Em hứa với mẹ là em sẽ học giỏi, rồi mẹ sẽ gặp em, vậy mà mẹ bỏ em đi." Thiên Ngân tâm sự trong khoảng thời gian làm con nuôi của Phi Nhung, giọng ca phải lòng con gái Bến Tre, luôn mong muốn cô học giỏi, thành tài, được nghệ thuật. Nữ ca sĩ cũng mong con gái nuôi ngày càng hoàn thiện và tỏa sáng trên sân khấu, điều đó khiến giọng ca sinh năm 2003 nhớ mãi và không khỏi xúc động mỗi khi nhắc lại. "Em nhớ nhất là mẹ kêu em tập hát cho hay, để không bị đứt hơi. Kỷ niệm của em với mẹ rất nhiều, đối với em, mẹ lúc nào cũng là một tấm gương sáng. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng của mẹ yếu đuối lắm. Mỗi khi có chuyện, em đều tâm sự với mẹ, và mẹ động viên em rất nhiều," nữ ca sĩ bộc bạch thêm. Trước đó khi hay tin Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19, Thiên Ngân thường xuyên đăng tải hình ảnh và những lời động viên mẹ nuôi trên trang cá nhân, cô viết: "Con cầu mong ơn trên sẽ thấu hiểu lòng của trẻ em mà cứu độ cho mẹ, giúp mẹ được nhiều sức khỏe, trở về bên cạnh những người yêu thương." Trong bài viết khác, Thiên Ngân bày tỏ: "Mẹ ơi, mẹ nhanh khỏe để đi cùng con lên trường nhà mẹ. Con tin mẹ sẽ làm được. Con sẽ cố gắng, không khóc đến khi mẹ trở về nhà. Mẹ cố lên mẹ ơi." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.